Mì xin chào cả nhà. Hôm nay Mì tranh thủ dậy sớm để đi bộ ra cái chợ trời nhỏ gần nhà Mì đó để mua một ít rau xanh. Sẵn tiện thì Mì làm luôn cái clip này cho các bạn xem thì cái chợ trời nhỏ bán những gì ở đó, mà đặc biệt là họ không có bán thịt cá nha, nha chỉ bán rau cải với trái cây thôi. Giờ Mì sẽ quay sang cái chợ cho các bạn xem luôn nha. Các bạn cũng thấy hai bên đường nè ha, xe đậu nha, xe đậu người ta đi mua đi chợ trời buổi sáng đó. Rồi xa xa thì các bạn thấy mấy cái chòi mà trắng trắng đó, người ta dựng lên để bán những cái rau cải trái cây rồi đó. Người đi qua đường thì xe phải dừng lại cho người ta băng qua đường trước đó, rồi xe mới chạy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem là những cái gian hàng này họ bán những gì nha. Ở đây là gian hàng của bông đó, họ bán bông này kia đó, một bó là 8 đồng. Sorry. Một bó bông hồng như vậy là 8 đồng nha các bạn. Giá họ để nè. Còn mấy cái bó nhỏ nhỏ như thế này là 3 đồng. Còn ở đây là hàng rau cải. Giờ tới mùa đậu phộng nên có đậu phộng cũng nhiều lắm kìa. Bà con họ lựa đậu phộng đó. Này là ớt, đậu que. Rồi có củ sắn ngon quá, lát này mình cũng mua củ sắn. Này hàng trái cây. Cái này họ cũng bán trái cây luôn nè, họ bán nho nè, nho nho tươi ngon lắm nha các bạn. Nho táo nè nha. Ở đây hồng giòn nữa nè. Cam. Còn ở dãy tiếp theo là dãy rau cải nha các bạn. Rau cải này thường thì cũng có là. Còn ở đây là cái ông này ông bán bánh bánh bí và bánh cà rốt và bánh đậu đen, đậu đỏ rồi nha các bạn. Còn ở đây ông mễ này bán đồ mễ, bán trái cây, bán bánh, bán gì đó. Còn ở dãy này là bán bánh mì, bán đồ khô. Thì người ta ra đây người ta cũng ít mua mấy cái này lắm. Ta ra đây chủ yếu là nó bán đồ ăn luôn nè, thác cồ rồi này kia đó các bạn. Chủ yếu là người ta ra đây ta mua rau cải. Còn đây là cái dãy bán bắp khoăn, thấy một bịch bắp khoăn bự hay không? Còn ở gian hàng này bán thịt nướng, đồ ăn. Chỗ này cái bà này bán trứng, mật ong. Còn đây cũng là một gian hàng bán rau cải luôn nè. Wow, cái ổi nhưng mà bự dữ vậy nè các bạn. Ổi này 4,5 đồng một thao nha. Ăn trái chắc no tới chiều quá.
Phải đó đó. Đây là được hai trái ổi. Hai trái ổi này 5 đồng đó các bạn ơi, nó mắc ghê không? Hai trái nhỏ xíu như vậy là 5 đồng đó. Đây cũng có mía nữa nè các bạn ơi. Mía này ăn sao đây không biết nữa, nó cứng thấy bà luôn. Hồng giòn thì đây bán 2 đồng 50 một thao nha. Trái bự quá trời luôn. Vậy này là toàn trái cây không nè. Rồi, trái lụ bự ơi là bự nè. Rồi, cái này bự quá mà bị nứt rồi nè. Mì đã vòng một vòng cho các bạn xem cái chợ trời nhỏ rồi nha. Bây giờ mì sẽ coi những cái rau nào mì mua mì lựa. Củ sắn ngon quá nè. And this one is sit 80, so how much? Củ quang 1.50 một thao nha các bạn. Hả? $2. Rồi, được mấy trái hữu qua 2 đồng nha các bạn. Cái khu này là cái công viên nhỏ, chiều chiều cho mọi người ta ra đây ta nghỉ mát, ta tập thể dục buổi sáng và cho bọn trẻ nó ra đây nó chơi đó. Thì cái chợ này thành lập cũng được mấy năm rồi à, nhưng mà chỉ mở có ngày thứ tư và ngày chủ nhật thôi nha các bạn. Từ sáng thì từ sáng sớm thì 5-6 giờ sáng thì họ đã có mặt ở đây rồi. Thì bán tới 1-2 giờ trưa thôi. Amy đã cho các bạn xem cái xung quanh cái chợ trời nhỏ gần nhà Amy. Nếu các bạn yêu thích thì hãy ủng hộ cho Amy Việt Channel nha. Amy xin tạm biệt cả nhà. Hẹn các bạn trong cái video tiếp theo của Amy nữa nha.